Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 59 năm 2021 của Bộ Công an, cán bộ công an sẽ thu lại chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân cũ khi công dân làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên, sau khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip mới, không ít người dân vẫn còn giữ chứng minh nhân dân cũ do khai báo mất, không giao nộp hoặc cán bộ làm thủ tục chưa thu lại nhằm tạo điều kiện cho công dân thực hiện các giao dịch trong thời gian đợi thẻ căn cước công dân gắn chip mới. Thực trạng này khiến một số người có cùng lúc hai loại giấy tờ chứng minh nhân thân, đó là căn cước công dân gắn chip và chứng minh nhân dân. Khi sở hữu cùng lúc cả hai loại thẻ trên, điều mà người dân thắc mắc đó là dùng song song với nhau được không? Hay phải làm gì với chứng minh nhân dân cũ bây giờ? Về câu hỏi này, đầu tiên thì chúng tôi khẳng định rằng về nguyên tắc, sau khi cấp căn cước công dân sẽ phải thu hồi chứng minh nhân dân, đồng nghĩa chứng minh nhân dân sẽ không còn giá trị sử dụng dù còn nguyên vẹn và còn hạn sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ dùng chứng minh nhân dân để nhận dạng nhân thân và không cần ghi lại số chứng minh nhân dân thì việc sử dụng chứng minh nhân dân cũ hầu như không có ảnh hưởng gì. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng chứng minh nhân dân cũ để đi máy bay. Nhưng nếu sử dụng chứng minh nhân dân cũ để tham gia các hợp đồng, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, rất có thể bạn sẽ gặp phải các rủi ro pháp lý sau này do sử dụng giấy tờ tùy thân không còn được pháp luật công nhận. Mặc dù vậy, bạn cũng chớ vội vứt bỏ chứng minh nhân dân cũ đi, bởi vẫn còn nhiều loại giấy tờ liên quan đến các thông tin trong thẻ chứng minh nhân dân cũ như thẻ ngân hàng, các tài khoản trên các ứng dụng hay các ví điện tử. Bên cạnh đó, các giấy tờ như tờ khai sơ yếu lý lịch, hộ chiếu, sổ bảo hiểm xã hội cũng có thể liên quan đến các thông tin trong chứng minh nhân dân cũ. Do đó, bạn nên giữ chứng minh nhân dân để thuận tiện trong quá trình giao dịch cũng như cung cấp thông tin khi cần thiết. Tuy nhiên, nếu làm mất chứng minh nhân dân cũ hay đã bị thu lại, bạn cũng không cần quá lo lắng, bởi việc quét mã QR code trên căn cước công dân gắn chip cũng có thể giúp bạn có được thông tin về số chứng minh nhân dân cũ. Các cơ quan đơn vị hiện nay đều chấp nhận thông tin trên mã QR code để xác nhận số chứng minh nhân dân cũ là của bạn. Nếu chẳng may mã QR code trên thẻ căn cước công dân không có thông tin về số chứng minh nhân dân, bạn có thể yêu cầu cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp căn cước công dân cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cũ cho mình. Lúc này, cơ quan công an tiến hành tra cứu, xác minh và khi có đủ căn cứ thì cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. Nếu không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản, nêu rõ lý do. Thời gian cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Một tin vui với người dân đó là hiện nay, việc đăng ký cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân có thể được thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Trên đây chúng tôi đã giải đáp về phương pháp sử dụng thẻ chứng minh nhân dân cũ khi đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ với hotline 1900-6192 của Luật Việt Nam để được giải đáp. Nếu thấy thông tin hữu ích với mình, đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo.